Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong channel của tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về dự án Suqua. Đây là một dự án làm cho blockchain phát triển. Suqua là một loại tiền điện tử mới được tạo ra để giúp đỡ và mở rộng cộng đồng tiền điện tử để áp dụng cho công nghệ hàng loạt bằng cách đưa ra các phần thưởng. Và họ có một thông số kỹ thuật là Suqua đã tạo ra kỹ thuật X22E Power hoàn toàn mới của riêng mình để tạo blockchain của nó có sẵn cho công cụ khai thác CPU và GPU thông thường với mục tiêu truyền bá. X22E được phát triển để có khả năng kháng ASIC, FPGA và Quantum để ngăn chặn sự phá vỡ cơ chế đồng thuận phi tập trung. Các giao dịch trong chuỗi Suqua được thực hiện qua mạng giúp các giao dịch có khả năng mở rộng và đáng tin cậy hơn nhiều với 533 giao dịch mỗi giây. Phân cấp X22E được phát triển để có khả năng kháng ASIC, FPGA và Quantum để ngăn chặn sự phá vỡ cơ chế đồng thuận phi tập trung. Tổng cung cấp tối đa 1,18 tỷ Suqua, thời gian chặn là 2 phút, kích thước tối đa là 16 MB, phần thưởng là 10.000 Suqua, ra mắt thông dạng không ISO và không bán trước. Suqua là gì? Suqua là một loại tiền điện tử kỹ thuật số ngang hàng với mới và cung cấp cho nhà đầu tư lãi suất 5% tiền gửi có kỳ hạn ngay cả khi đang ngoại tuyến. Nó dựa trên một mã cải tiến Bitcoin blockchain an toàn và được sử dụng rộng rãi với một thuật toán X22 Power tiên tiến hoàn toàn mới có khả năng kháng ASIC, FPGA, Quantum. Và phát triển thì sáng lập Suqua Founder là một tổ chức từ thiện phi tập trung thưởng cho tất cả mọi người trong hệ sinh thái blockchain bằng một cách hào phóng, an toàn và minh bạch mà không mất phí để thúc đẩy sự phát triển của blockchain. Suqua Founder đã mất 9,09% phí sáng lập, nhà phát triển cốt lõi là 2,5%, phần thưởng là 2,5%, tiếp thị và tiền thưởng là 1,15%, theo trao đổi và liệt kê 1,75%, phát triển trang web và lưu trữ 0,5%, phí pháp lý là 0,1%. Tại sao nên sử dụng Suqua là tính năng là có hệ thống lãi suất khóa thời gian, lãi suất bị khóa thời gian chuyển khuyến khích người dùng kiếm tiền từ tài khoản tiền gửi kỳ hạn của họ trong tối đa 5 tháng từ khi thời gian khóa tối đa là 4 tuần. Nhóm phát triển chuyên gia với những người đóng góp tích cực, Suqua được tạo ra để mở và hữu ích trong việc cải thiện cả mã lõi và mã khai thác. Tôi là đóng góp hỗ trợ cộng đồng tuyệt vời, Suqua được chấp nhận và phát triển nhanh chóng bởi sự hỗ trợ của cộng đồng tuyệt vời. Giao dịch có thể mở rộng và cực nhanh, mã phi tập trung và Suqua tăng trưởng mạng lưới nhanh, có tổng cung là 426 triệu token và họ đã được giao dịch trên Stake BTC, Chainlink và đã có trên CoinMarketCap. Đây là họ có ví riêng, ví Suqua riêng, phần mềm khai thác GPU nguồn mở, máy tính khóa thời gian. Lộ trình của họ thì họ bắt đầu từ ngày 7 tháng 12 năm 2018 và phát triển tới cuối năm 2019. Và bạn có thể tìm các câu hỏi thường gặp ở suqua.org để giải đáp. Và bạn có thể tham gia qua kênh suqua.org. Đội ngũ của Suqua là một nhóm quốc tế các nhà phát triển blockchain, nhà mật mã và chuyên gia kinh doanh hàng đầu. Nhóm Suqua mở rộng quyền truy cập của mình để chống phân cấp và phát triển thành một nguồn đóng. Quỹ Suqua sẽ được phát hành trên white paper và bạn có thể tìm hiểu thêm về Suqua khi để lại email trên website chính thức của họ là suqua.org. Cảm ơn đã nghe, xin chào các bạn.